Những người mang đến nghịch cảnh cho ta là họ đang giúp ta vươn lên. Họ tạo cho ta một cơ hội để trả nghiệp quá khứ mà ta đã từng gây tạo. Và đó cũng là cơ hội cho ta để thực hành tâm từ bi. Khi nghịch cảnh đến mà ta vẫn giữ được sự im lặng trong tình thương yêu, thì ngay lúc đó ta đang phát ra một năng lực vô hình, đó chính là đạo hạnh. Sức mạnh của lòng từ bi, đạo hạnh sẽ theo ta đến vô lượng kiếp về sau. Và đó cũng là bàn đạp cho ta tăng tiến trên con đường tu hành theo chánh pháp. Hoa sen chỉ tỏa hương sắc nơi bùng sinh, đức hạnh của con người cũng nên được huân tập trong nghịch cảnh mà thành. Xin tâm con thương hết cả những người ghét con, thậm chí đã đưa con vào khuôn cùng đó.